Dù bày tỏ bản thân đang hạnh phúc tại Arsenal, song tiền vệ Martin Odegaard đã bất ngờ từ chối đàm phán gia hạn hợp đồng với pháo thủ. Tờ Daily Mail đưa tin, Martin Odegaard đã từ chối đàm phán gia hạn hợp đồng với Arsenal. Đáng chú ý, chỉ ít ngày trước, chính tiền vệ người Na Uy bày tỏ bản thân hạnh phúc tại sân Emirates. Odegaard hiện còn hợp đồng với Arsenal tới hết mùa giải năm 2024 đến năm 2025. Đội trưởng của pháo thủ đang nhận lương 115.000 bảng tuần, khoản thu nhập khiêm tốn so với ngôi sao có đóng góp tương đương là Bukayo Saka, khoảng 300.000 bảng tuần bao gồm tiền thưởng. Ban lãnh đạo Arsenal đang nỗ lực thuyết phục Odegaard gia hạn hợp đồng với mức lương tăng lên đáng kể. Dù vậy, tuyển thủ Na Uy từ chối ngồi vào bàn đàm phán vào thời điểm này. Odegaard đang là một trong những cầu thủ quan trọng nhất trong đội hình Arsenal. Ở mùa giải năm 2022 đến năm 2023, cựu cầu thủ Real Madrid đóng góp tới 15 bàn thắng cùng 8 đường kiến tạo sau 45 lần ra sân trên mọi đấu trường. Tới mùa giải năm 2023 đến năm 2024, Odegaard cũng đã có 2 bàn thắng sau 5 trận đầu mùa. Phong độ cao của Odegaard góp công giúp Arsenal giữ thành tích bất bại ở mùa giải năm 2023 đến năm 2024. Pháo thủ đã đánh bại Manchester City ở trận tranh siêu cúp Anh, sau đó trải qua 4 vòng đấu đầu tiên của giải ngoại hạng Anh với 3 chiến thắng và 1 trận hòa, đứng thứ 5 trên bảng xếp hạng và chỉ kém đội đầu bảng Manchester City 2 điểm. Hồi cuối tháng 8, huấn luyện viên Pep Guardiola đã phải vào viện phẫu thuật nhằm điều trị dứt điểm vấn đề ở lưng. Thuyền trưởng Manchester City đã bay tới Barcelona để tiến hành ca phẫu thuật khiến ông khó chịu suốt thời gian qua. Ca phẫu thuật này khiến huấn luyện viên 53 tuổi tạm dừng công việc tại Manchester City suốt thời gian qua. Trong thời gian Pep vắng mặt, trợ lý Juanma Lillo đã thay thế ông đảm nhiệm vai trò cầm quân ở Manchester City. Sau 3 tuần nghỉ ngơi để điều trị chấn thương, ông Pep Guardiola đã hoàn toàn bình phục. Nhà cầm quân người Tây Ban Nha đã góp mặt ở buổi tập gần nhất của Manchester City và chắc chắn sẽ xuất hiện trên băng ghế chỉ đạo trong chuyến làm khách trước West Ham United. Trong khoảng thời gian huấn luyện viên Guardiola vắng mặt, đội chủ sân Etihad vẫn thể hiện phong độ rất ấn tượng khi có được 2 chiến thắng để giữ vững ngôi đầu bảng xếp hạng ngoại hạng Anh. Ở 2 lần chạm trán West Ham mùa trước, chiến thắng đều thuộc về Manchester City.